xuất hiện chiếc trend giữ thăng bằng kiểu mới khiến cõi mạng xem xong mà phát lú. Không thể phủ nhận mạng xã hội TikTok là nơi sản sinh ra vô cùng trend mang đậm chất độc lạ Bình Dương, khiến dân tình xem xong chỉ biết cười ngất lên ngất xuống. Từ những chiếc trend như xếp hạt giấy với kích thước tí hon, làm cây phơi đồ trên bàn học hay trend cân bằng vật lý từ những cây bút bi, thì mới đây dân mạng còn há hốc mồm khi xuất hiện thêm một trào lưu mới trong học đường được các bạn học sinh nghĩ ra vô cùng bá đạo. Cụ thể, chiếc trend mà mọi người đang đùa nhau làm theo đó là các bạn học sinh sẽ giữ thăng bằng bằng cách lấy bộ phận cơ thể của người bên cạnh làm điểm tựa rồi ngửa mặt lên trời. Chỉ có duy nhất đôi chân là trụ ở trên mặt đất, rồi sau đó tiến hành lắc lư phiêu theo điệu nhạc vô cùng ảo loài. Độ khó của chiếc trend này tăng lên tỷ lệ thuận với số người tham gia giữ thăng bằng. Theo đó, càng nhiều người cùng kết hợp lại với nhau để vừa cân bằng vừa quẩy theo điệu nhạc sẽ càng ngầu loài hơn. Hiện tại ở trên vũ trụ tấp tấp, clip đang nắm giữ ngôi đầu của chiếc trend này là nhóm các bạn học sinh cấp 3 với đến 7 người cùng kết hợp lại thành một vòng tròn vô cùng chắc chắn. Video cũng đã thu hút gần 1 triệu lượt xem và 40.000 lượt thả tim yêu thích mặc dù chỉ mới đăng được một ngày. Dự đoán sau ngày hôm nay nhiều clip đua trend này sẽ được phủ sóng tấp tấp với những màn trình diễn nghệ cá cũ mang đậm chất độc lạ trường học được các bạn nam thanh nữ tú phô diễn cho mà xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.